Giá thép giao tháng 9 năm 2024 trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 8 nhân dân tệ xuống mức 3.546 nhân dân tệ, tấn. Giá quảng sắc kỳ hạn đi ngang vào hôm thứ Tư ngày 29 tháng 5, với giá chuẩn trên sàn giao dịch hàng hóa đại liên, dê xe, kéo dài đợt giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, do các yếu tố cơ bản suy yếu của nguyên liệu sản xuất thép quan trọng lấn át nhiều biện pháp kích thích bất động sản hơn ở quốc gia tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc. Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên sàn GCE của Trung Quốc chốt phiên với giá thấp hơn 1,11% ở mức 891 nhân dân tệ tấn sau khi giảm hơn 2% vào hôm 28 tháng 5. Tuy nhiên, giá quặng sắt chuẩn giao tháng 6 trên sàn giao dịch Singapore, (Sgx) tăng 0,81% lên mức 118,85 đô la Mỹ một tấn. Các nguyên liệu sản xuất thép khác trên sàn GCE không đồng nhất. Trong đó than luyện cốc giảm 1,06% còn than cốc tăng 0,38%. Giá thép chuẩn trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải nhìn chung đã giảm. Cụ thể, thép cây giảm 0,4%, thép cuộn cán nóng giảm 0,21%, thép dây giảm 0,67% và thép không gỉ giảm 0,17%. Giá thép thị trường trong nước. Đối với giá thép trong nước, khoảng đầu quý 3 thường là mùa mưa hoạt động xây dựng nhiều khả năng vẫn chưa có nhiều sự bứt phá, hơn nữa, lĩnh vực bất động sản mặc dù đã có dấu hiệu ấm lên nhưng vẫn chưa thực sự cải thiện rõ rệt. Tiêu thụ sắt thép có thể tiếp tục duy trì ổn định, giá thép xây dựng sẽ dao động trong khoảng 14, 15 triệu đồng một tấn. Tuy nhiên, xu hướng sẽ tích cực hơn vào khoảng cuối quý 3, đặc biệt là với những nỗ lực tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực bất động sản, sự thúc đẩy đầu tư công khi đó giá thép có thể có nhịp phục hồi rõ rệt hơn. Giá thép hôm nay tại thị trường trong nước ổn định. Theo khảo sát trên siêu online, giá thép hôm nay ngày 31 tháng 5 năm 2024, cụ thể. Giá thép tại miền Bắc, giá thép hòa phát dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.040 đồng 1 kg, thép thanh vàng d 10 CB300 ở mức 14.430 đồng 1 kg. Giá thép Việt Ý, với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.040 đồng 1 kg, thép thanh vàng d 10 cb 300 cũng giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.540 đồng 1 kg. Giá thép Việt Đức với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 13.940 đồng 1 kg, thép thanh vàng d 10 cb 300 giảm 10 đồng 1 kg xuống mức 14.630 đồng 1 kg. Giá thép Việt-Nhật, VGS, với dòng thép CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.110 đồng 1 kg, với dòng thép G10CB300 duy trì ở mức 14.310 đồng 1 kg. Giá thép KIO Việt Nam, KVSC, với dòng thép cuộn thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 13.970 đồng 1 kg với dòng thép thanh vàng D10CB300 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.270 đồng 1 kg. Giá thép Việt Mỹ, VAS, với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.110 đồng 1 kg, với dòng thép thanh vàng D10CB300 ổn định ở mức 14.210 đồng 1 kg. Giá thép tại miền Trung Giá thép hôm nay tại miền Trung giảm 100 đồng 1 kg ở một số thương hiệu thép. Cụ thể, giá thép hòa phát, với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg xuống mức 14.040 đồng 1 kg, thép thanh vàng dê 10 CB300 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.390 đồng 1 kg. Giá thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.440 đồng 1 kg, thép thanh vàng dê 10 CB300 giảm 100 đồng 1 kg,

thép thanh vàng D10CB300 ổn định ổn định ở mức 15.300 đồng 1 kg. Giá thép tại miền Nam Giá thép hôm nay tại miền Nam cũng giảm 100 đồng 1 kg. Cụ thể Giá thép hòa phát với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.040 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.430 đồng 1 kg. Giá thép Pomina với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.590 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 ổn định ở mức 15.300 đồng 1 kg. Thép Việt Mỹ, VAS, với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.010 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 ở mức 14.410 đồng 1 kg thép tung ho, với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.210 đồng 1 kg, với dòng thép thanh vàng D10CB300 ở mức 14.510 đồng 1 kg. Thông tin mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương.